chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tuyên Quang 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Quảng Ninh công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bảo tồn và nhân nuôi các loài rùa quý hiếm ở Ninh Bình. Bắc Ninh triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tuyên Quang 1961-2021, Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội thảo Tuyên Quang 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Tuyên Quang đã ghi dấu nhiều hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi người đã sống làm việc gần 6 năm trên 20 địa điểm khác nhau, chủ trì nhiều đại hội, hội nghị quan trọng, là những sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại thăm Tuyên Quang. Người mong muốn và tin tưởng rằng nhân dân các dân tộc Tuyên Quang sẽ phát huy truyền thống trong tháng chiến đấu để cùng với cả nước tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận góp phần làm sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong việc chọn Tuyên Quang để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Về giá trị tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Vừa qua, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã phát triển công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bài bản, trách nhiệm, khoa học, quán triệt tốt quan điểm chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn đầu của hoạt động bầu cử, địa phương cần chủ động phương án ứng phó các vấn đề phát sinh có thể xảy ra. Bên cạnh đó, những người được giới thiệu để bầu cử phải bảo đảm đủ uy tín, năng lực, xứng đáng đại diện cho nhân dân và địa phương, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Mới đây làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Uông Chu Lưu nhấn mạnh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021. Thái Bình cần tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động với những vấn đề tiềm ẩn về an ninh trật tự, bảo đảm có phương án với những tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hội đồng bầu cử các cấp cần tập trung, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo kế hoạch, Thái Bình sẽ tổ chức hiệp thương lần 3, chậm nhất ngày 18 tháng 4, thành lập các tổ bầu cử ở các xã phường thị trấn, chậm nhất ngày 3 tháng 4, lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, chậm nhất ngày 13 tháng 4. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, lãnh đạo nhiều bộ ngành đã thảo luận triển khai giải pháp kỹ thuật, chính sách hướng dẫn thực hiện hộ chiếu vaccine, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân Việt Nam và các nước đã được tiêm vaccine. Theo đó, hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đối với người nước ngoài, các nhà mạng di động lớn cho biết hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng triển khai từ tháng 4 năm 2021. Với người dân Việt Nam, khi tiêm vaccine sẽ phải cài ứng dụng hồ sơ điện tử, khai báo các thông tin. Sau khi tiêm, người dân được cấp chứng nhận mã QR code xác nhận. Hệ thống này cũng sẽ liên kết với quốc tế. Khi ra nước ngoài, người dân được quét mã QR code, truy cập vào đúng nguồn dữ liệu, xác thực thông tin các mũi tiêm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021 với chủ đề Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội từ ngày 16 đến 18 tháng 4 nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô, an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn. Ban tổ chức sẽ xây dựng các khu không gian chung, gian hàng các tỉnh thành, gian hàng du lịch và không gian ẩm thực tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, đường Lê Lai và Cung Thiếu Nhi Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ hội lần này sẽ nhấn mạnh thông điệp Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội, khuyến khích người dân đi du lịch đến các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội. Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của ẩm thực thủ đô và nét đặc trưng riêng, sự độc đáo, tinh tế được thể hiện qua các hoạt động chế biến ẩm thực của các nghệ nhân với các món ăn đặc trưng.
Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam xếp thứ 6 tại khu vực châu Á, thứ 12 trên thế giới và số 1 tính riêng tại khu vực Đông Nam Á về mức giá dịch vụ Internet rẻ. Đây là thông tin vừa được cable.co.uk, công ty chuyên tư vấn và so sánh các dịch vụ truyền hình cáp, Internet và viễn thông đưa ra. Cable.co.uk đã thực hiện một nghiên cứu và so sánh về mức giá cước sử dụng dịch vụ mạng Internet tại 211 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Theo công ty này, trung bình người dùng tại Việt Nam sẽ phải chi ra 11,27 đô la, tương đương 260.000 đồng cho một tháng sử dụng Internet. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có mức giá cước biến động theo từng năm thấp nhất thế giới, khi mức giá cước trung bình trong năm 2020 chỉ tăng thêm khoảng 0,04 đô la, tương đương 900 đồng so với năm 2019. Nguồn lao động đông, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và sự thành công của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tại hầu hết các doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao luôn trong tình trạng thiếu hụt. Là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, công ty này có tới 90% là những người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Tuy nhiên, số lượng lao động hiện nay chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Hiện tại là cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà chúng tôi có thể tuyển được thì đâu đấy là có thể đáp ứng được khoảng tầm 60 đến 70% lượng nhu cầu của hiện tại. Nhưng mà nếu mà xét về tương lai thì là sẽ còn rất là nhiều cái khó khăn ở trước mắt, mà ngay cả cái hệ thống tuyển dụng cũng như là hệ thống đào tạo của chúng tôi cũng sẽ phải chạy tối đa công suất để có thể đáp ứng được cái nhu cầu về nguồn lực trong tương lai. Đối với các doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến đồng nghĩa với việc mức độ tự động hóa cao. Nguồn nhân lực có thể sử dụng và vận hành máy móc cũng bắt buộc phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Nhưng trên thực tế, hiện nay tại các doanh nghiệp Việt, lực lượng lao động phổ thông luôn dư thừa, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao lại không đáp ứng đủ nhu cầu. Điều này đã buộc các doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi cho mình trong bài toán nhân sự để thu hút và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao thì luôn luôn là cái tài sản, là cái giá trị cốt lõi của rất là nhiều doanh nghiệp. Nên là để thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy, thì là đối với doanh nghiệp nào cũng thế. Đây là cũng là cái bài toán đau đầu của các nhà quản lý. Riêng Vinamilk thì có những cái giải pháp như sau này. Trước hết ấy, là phải tạo ra một cái văn hóa doanh nghiệp. Đấy, để cái những cái nhân tài ấy, người ta thấy có một cái sức hút. Thứ hai là cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây ấy, là mình phải có cơ hội, tức là tạo cơ hội cho những ứng viên, rồi được cho ứng viên được đi đào tạo ở những công ty, ở những cái nhà sản xuất người ta có cái giải pháp tốt nhất và cập nhật công nghệ mới nhất. Việt Nam hiện nay đang có nhiều lợi thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, như cơ cấu dân số trẻ có nhiều sáng tạo, thích nghi và học hỏi nhanh chóng. Những ưu thế này chưa được phát huy đúng mức, khiến thị trường lao động luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động có trình độ công nghệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp với những điều kiện kinh doanh mới, những yêu cầu mới về thị trường, công nghệ mới, sản phẩm mới. Vì vậy, việc xử lý những thiếu hụt về nguồn lao động sẽ là vấn đề trọng tâm đối với doanh nghiệp, góp phần tạo động lực bứt phá trong bối cảnh hiện nay. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương của tỉnh năm 2020. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu tại 13 địa phương trong tỉnh với sự tham dự của khoảng 360 đại biểu. Về xếp hạng khối địa phương, thành phố Cẩm Phả vươn lên vị trí thứ nhất với 72,10 điểm. Về khối cơ sở ban ngành, có 5 đơn vị thuộc nhóm rất tốt là Ban Quản lý các khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Cục Hải quan, Sở Du lịch. 3 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt là Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy. Xét trên toàn tỉnh Quảng Ninh, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hạ Long có năng lực quản trị doanh nghiệp tốt nhất với 5,69 điểm. Bộ chỉ số DDCI năm 2020 tỉnh Quảng Ninh gồm 8 chỉ số thành phần, tỷ lệ hồi đáp đạt 36,2% so với trên 30% của năm 2018 và 34,65% năm 2019, với rất nhiều doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống cơ quan chính quyền và bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh Quảng Ninh.
Với chủ trương đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, tỉnh đoàn Hà Nam đã đẩy mạnh phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng. Như vậy, nhiều mô hình phát triển kinh tế hay sáng tạo xuất hiện, góp phần tạo việc làm và thu hút tập hợp thanh niên. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lại Tuấn Sơn, sinh năm 1987 tại thị trấn Quế, trở về địa phương, tiếp tục theo nghề gốm gia truyền. Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, anh Sơn mạnh dạn thay đổi tìm hướng đi riêng, sản xuất ra dòng sản phẩm mới, gốm Son, gốm Mỹ Nghệ. Đến nay, xưởng sản xuất của anh tạo việc làm cho 10 đến 12 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Tổng doanh thu năm 2020 vừa qua của xưởng gốm anh Sơn hơn 1 tỷ đồng. Ở quá trình phát triển thì tôi luôn trăn trở và muốn phát triển cái sản phẩm của làng gốm đi lên một cái tầm cao mới. Tôi cũng muốn lôi kéo thêm một số anh em thanh niên nữa trong làng xóm để về cùng để khôi phục và phát triển làng nghề. Tương tự anh Khổng Quang Toàn, xã Vụ Bản khởi nghiệp bằng cách làm nông nghiệp, phát triển sản xuất hoa công nghệ cao. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp chuyên ngành khoa học cây trồng, anh Toàn đã tận dụng diện tích đất của gia đình với diện tích hơn 5.000 m2 để mở trang trại trồng hoa. Giống hoa được nhập từ Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, được trồng trong từng chậu và tạo ra một mô hình sản xuất mới. Ra trường thì với những kiến thức mình đã được học và những trang bị về những kinh nghiệm từ giảng đường thì em đã về quê hương để bắt tay vào thực hiện những đam mê. Để thanh niên tự tin làm giàu trên quê hương, tỉnh đoàn Hà Nam tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong 2 năm 2019-2020, toàn tỉnh có gần 17 ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 7 dự án của thanh niên được hỗ trợ với số vốn giải ngân 18,2 tỷ đồng. Trong đó nhiều dự án này vay ở quy mô lớn trên 1 tỷ đồng, lãi suất hỗ trợ 5%. Trong nhiều năm qua thì đã thu hút được rất nhiều nguồn vốn đầu tư cho đoàn viên thanh niên. Phát huy được những lợi thế đó thì năm 2021, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ cố gắng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là người bạn đồng hành cùng với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Thời gian tới, tỉnh đoàn Hà Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm bổ sung và duy trì nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời sẽ phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ đăng ký thương hiệu, quảng bá sản phẩm và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của dự án thanh niên khởi nghiệp, từ đó tạo đầu ra ổn định, chỗ đứng cho các sản phẩm đó trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, để giảm ùn tắc giao thông trên cầu Thanh Trì, Hà Nội đã điều chỉnh giảm tốc độ tối đa làn ô tô từ 80 km/h xuống 60 km/h. Nhưng giải pháp này xem ra vẫn không phát huy được hiệu quả khi mà các xe phải giảm tốc nối dài từng hàng để lên cầu trong nhiều giờ. Cảnh ùn tắc tại cầu Thanh Trì này dường như không có giờ giấc. Giảm tốc độ tối đa làn ô tô từ 80 km/h xuống 60 km/h được coi là một giải pháp giúp giảm ùn tắc. Tấm biển giảm tốc đã được gắn lên cách đây vài ngày. Ngay dưới chân tấm biển, hàng loạt xe tải, xe con nối đuôi nhau lên cầu. Nhiều lái xe cho rằng tắc đường có nhiều nguyên nhân khác. Xe tải rồi những xe siêu trường siêu trọng đi lại trên cái tuyến đường này cũng rất là nhiều. Thứ hai là tình trạng xe khách cũng rất là đông, nhưng mà ngoài nó vẫn còn có những cái tình trạng xe khách đón trả khách thường xuyên. Những người thường xuyên đi trên cây cầu này kiến nghị trước mắt nên cho hẹp lại làn xe thô sơ, mở rộng làn ô tô. Còn về lâu dài thì cần mở rộng thêm cầu thì mới giải quyết được bài toán ùn tắc trên cầu. Giảm cái tốc độ xuống 60 nó không giải quyết cái vấn đề gì cả. Cái thứ nhất là cái lưu lượng xe của mình nó quá nhiều. Mà mình giảm tốc độ xuống thì đồng nghĩa với cái việc là cái lượng xe nó sẽ ùn lại. Thay vì là ở phía dưới này mình đang đi là 80 km/h chẳng hạn, đi lên đến cầu này các bạn giảm xuống 60. Giảm xuống 60 thì đương nhiên là cái lượng xe nó sẽ ùn lại. Để giải quyết tình trạng ùn tắc cho cầu Thanh Trì, đã có nhiều giải pháp được đưa ra và đang được Hà Nội xem xét nghiên cứu. Theo một số chuyên gia, việc cắm biển hạn chế tốc độ là một trong những nguyên tắc đầu tiên nhằm giảm tai nạn giao thông. Nhưng tốc độ càng cao
thì năng lực thông hành càng cao. Vì vậy, với cầu Thanh Trì, cần phải nghiên cứu lại giải pháp này. Trong trường hợp mà khi mà đã tổ chức giao thông không có xe hai bánh, thì khi đó là có những cái làn xe dành cho xe tải và làn xe dành cho xe con. Thì khi đó chúng ta tổ chức giao thông ngoài cái bằng giải sơn và những cái cổng Long Môn có treo cái biển báo quản lý làn xe. Hơn 10 năm đưa vào khai thác, cầu Thanh Trì đã phải oằn mình cõng lên đến hơn 123.000 xe một ngày đêm, gấp 8 lần thiết kế ban đầu. Vậy nên thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc. Nhưng cả trong một quãng thời gian dài đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn đang loay hoay đánh giá các phương án tổ chức giao thông. Việc tìm được phương án điều chỉnh hợp lý nhất trong điều kiện hạ tầng giao thông hiện có, đến nay vẫn chưa thể tìm ra, trong khi lượng phương tiện vẫn tăng lên từng ngày. Nhằm cứu hộ và bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam, Trung tâm Cứu hộ Rùa Cúc Vương được thành lập. Trải qua hơn 20 năm phát triển, đến nay Trung tâm đã cứu hộ và tiếp nhận hơn 2.000 cá thể rùa của 34 loài, trong đó có gần 20 loài rất nguy cấp. Đây là chương trình hợp tác quốc tế giữa Vườn Quốc gia Cúc Vương với tổ chức Indo-Myanmar Conservation thuộc chương trình bảo tồn rùa châu Á. Hiện trung tâm có diện tích 7.000 m², bao gồm các khu chuồng nuôi, bể nước, các khu chuồng nuôi riêng biệt phục vụ cho công tác nhân nuôi bảo tồn. Khó khăn đối với trung tâm bọn tôi, chương trình bọn tôi thì là những lúc mà đi cứu hộ rùa về thì những con rùa đấy nó rất là ốm yếu, bởi vì quá trình thời gian người ta thu gom và bắt giữ quá lâu. Tại trung tâm, các cá thể rùa được đưa về cứu hộ sẽ được cách ly, thăm khám sức khỏe, điều trị bệnh và được đưa ra môi trường bán tự nhiên. Trong môi trường bán tự nhiên, các cá thể rùa dần tìm lại được đặc tính loài, có thể tự tìm mồi kiếm ăn. Qua quá trình chăm sóc đến nay, các loài rùa đã sinh sản được hơn 600 cá thể và tái thả thành công hơn 400 cá thể của 11 loại rùa trở về vùng phân bố tự nhiên của chúng. Ngoài nuôi dưỡng chăm sóc, mỗi năm trung tâm còn cứu hộ từ 2 tới 300 cá thể và trưng bày các tiêu bản của nhiều loại rùa, bể nuôi rùa nước ngọt, phòng nuôi rùa non, ao và khu chuồng nuôi ngoài trời để du khách tham quan các cá thể rùa trong sinh cảnh tự nhiên. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tiến hành một số nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả công tác bảo tồn, cứu bảo tồn rùa. Nhất là tiếp tục củng cố cái nâng cao cơ sở vật chất hiện tại của trung tâm. Cái thứ hai là tiếp tục nhân nuôi sinh sản một số loài rùa nguy cấp mà hiện tại bây giờ số lượng còn ít trong tự nhiên, nhằm nâng cao cái số lượng quần thể của loài đó. Bên cạnh đó, trung tâm dự kiến sẽ mở rộng và triển khai đa dạng các mô hình tham quan đến lứa tuổi học sinh để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tích cực đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Các đối tượng gồm Chu Thúy Hằng sinh năm 1990 và chồng là Hoàng Tiến Việt sinh năm 1989, Nguyễn Hoàng Minh sinh năm 2000 cùng trú tại Bắc Ninh, Đinh Văn Dương sinh năm 1993 và Đinh Văn Tâm sinh năm 1981 cùng trú tại Ninh Bình. Các đối tượng đã thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đăng ký, làm giả hợp đồng chuyển nhượng sang tên cho mình rồi mang đi bán hoặc thế chấp để lấy tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chót lọt và tiêu thụ hơn 70 chiếc xe với giá trị hơn 40 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 3, đồn biên phòng Mường Khương, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt được 16 đối tượng đang có hành vi vượt biên trái phép qua khu vực cột mốc 142 để sang Trung Quốc kiếm việc làm. Nhóm đối tượng gồm 9 nam, 7 nữ khi bị lực lượng biên phòng phát hiện đã manh động, dùng xe máy lao thẳng vào lực lượng tuần tra để bỏ trốn. Các đối tượng là người dân tộc H'mông Mông, trú tại hai huyện Bảo Thắng và Mường Khương, đều thuộc hộ nghèo, nhiều đối tượng còn rất trẻ, sinh năm 2002 và năm 2003. Nhận thức hiểu biết về pháp luật rất hạn chế, do có người nhà từng làm thuê bên Trung Quốc nên rủ nhau vượt biên trái phép để tìm việc. Lực lượng biên phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm.